Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long gửi đến cô dì, chú bác và anh chị và các bạn gần xa một ngày được dồi dào sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay mình đi lấy mật ong gừng tiếp nha cả nhà. Thì ngày hôm nay mình đi có một mình rồi cả nhà ơi. Mà lý do là anh chồng với anh thà chú Thành mình á. Chú Thành thì bị bệnh rồi cả nhà, bị bệnh ho sổ mũi gì đó. Còn anh chồng thì hôm ảnh đi săn ếch đó cả nhà, đi săn nguyên một đêm luôn mà ếch khủng lồ luôn cả nhà, ếch một túi thối thần luôn. Tính đi theo ảnh thì mình quay cho cái quay bắt ếch, cảnh bắt ếch đó cả nhà, chia sẻ lên cho cả nhà xem. Mà nói chung mình bận công chuyện đó cả nhà nên mình không có đi nha. Thì cái ổ ong này, vào vấn đề ong đi nha cả nhà. Thì cái ổ ong này thì hồi được rồi ông chú ông cũng có mà bị bắt lén hết lần cả nhà. Rồi là sau này rồi mình chạy ngang mình ghé vô thử thì cái ổ ong nó đầu ngay nó cũng có mật mà ít nha cả nhà, thì mình cũng lên sửa lại. Thì từ ngày mình sửa tới nay chắc cũng có khoảng chừng 20 ngày nữa cả nhà. Thì ông chú cũng giữ nữa đó, ông cũng sợ bị mất kêu ông giữ đó. Thì tới nay nhìn thấy cái bò mật nó cũng phì phì rồi cả nhà ơi, bò mật nó cũng khá khá rồi nè, mà không biết mưa mấy bữa gài không biết có khô hay là không nha cả nhà. Đây, để lại cho cả nhà xem cái tổ ong nha, cái tổ ong trên cây gừa cả nhà, ở cặp mấy sông luôn đây nè, thấy không? Đó, bị gì á, bị mất là ở dưới sông lên bắt đó cả nhà. Kìa cả nhà thấy con ong không? Đó, mình sửa lại đó, sửa lại nhìn thấy nó cũng đỡ đỡ đó cả nhà, mà nhìn thấy cái là bọng mật nó cũng phì phì đó mà không biết có mật nhiều hay không nha cả nhà. Rồi chia sẻ cho cả nhà xem. Nói chung bây giờ thì đi lấy những cái tổ ong mà lấy mật, những cái tổ ong mới đó cả nhà rất là khó cả nhà ơi, khó tìm tổ gin lắm. Bây giờ nói chung là đồng nghiệp rất là nhiều nha cả nhà, khó săn dữ lắm cả nhà ơi. Đây cây gừa này cả nhà cũng dễ lên dữ lắm cả nhà. Đó, thấy chưa? Rồi để trang bị đồ nghề rồi lên bắt cả nhà ơi. Rồi lên chinh phục cái tổ ong cả nhà ơi. Cây gừa này mình chỉ đi thôi nha cả nhà, chứ mình không có cần ôm mà để hách lên nữa cả nhà. Gừa này chỉ đi lên thôi, đường đi và dịnh thôi. Ổ ong này siêu khủng luôn nè cả nhà, nhà thấy siêu khủng không, siêu khổng lồ luôn. Đó, siêu khổng lồ nha cả nhà. Rồi đến bắt cả nhà, tôi có gà dữ lắm. Có mặt biết gì không đây? Mặt rồi. Ôi, nó kéo tới dưới đây luôn rồi. Cắt nữa hay gì đây nè, không phải ai cắt không biết. Ủa, mặt cũng được cả nhà, mắc cái rễ tiêu rồi, mắc cái rễ gừa nè cả nhà, xuống thôi cũng nhiều lắm rồi. Trời ơi, bơm vô đây luôn nè cả nhà ơi, trời ơi, nó quấn vô đây luôn. Ngộ thiệt, nó quấn à. Rồi mình sửa lại để anh thấy cái gì có ai cắt. Bơm tàn nè, bơm một xíu, bơm một xíu quá nè, để nó cho để này sâu không hoặc nhìn thấy cũng được nữa nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân cái gãy gừa luôn á. Được nửa lít rồi cả nhà. Bên đây nó phì, nó chám dâu luôn nè cả nhà thấy không? Ổ bự lắm nha cả nhà. Ổ khổng lồ luôn rồi. Kéo không tới dưới luôn. Đầy luôn nha cả nhà. Ngoài nó chám dâu nè. Đây nè cả nhà. Đó, dướng cái rễ nè cả nhà ơi. Đó, thấy chưa? Ổ bự lắm nha cả nhà. Ổ thối thần ổ không? Đóng kéo dài xuống tới dưới thân dưới luôn đó cả nhà ơi. Ở này có tương lai ở đây lâu nha cả nhà. Sửa lại cái mình để cho nó ở lâu, mình bắt hoài luôn. Mặt chám dôi nè. Chám dôi này nè cả nhà. Nó cũng được được nha. Để đi, có nhiều chia sẻ cho cả nhà xem nha. Bây giờ để cả nhà. Hai đoạn được cái nhà. Thì nó dướng cái gãy gừa nè. Vàng này cả nhà. Cha đi nó chú ơi. Thực này cả nhà. Để mình cắt cái cục những cái nữa mới được. Vậy mà làm mặt không mạnh ác. Nhắc từ từ nãy tới giờ luôn. Rồi nữa nha. Chắc cũng nửa lít chắc không được cả nhà. Xị mấy hay xị hai xị vô cùng. Có hai xị vô cả nhà. Hai xỉ hết ra. Đó, thấy chưa? À, có cái ghế dừa nè, ghế gừa nè cả nhà. Không có cái ghế này làm bằng mặt ra bự luôn á. Ổ nè. Cái cục đó nó còn mặt cái chảnh đó cả nhà, nó bơm vô đó đó. Rồi bây giờ mình để nó cho nó ăn luôn đi. Không để lên đây nè.
đó, gọt cái rễ gừa này luôn, gọt cái rễ này đang cho nó hột để nó dao thôi, cái dao không có khả năng gọt nha, gọt đi xuống nha. Ôi ha, trời ơi, khủng. Ghê. Nấu xuống tới dưới này nè cả nhà. Dạ ăn tới dưới đây. Nấu xuống hết cái thằng cây. Có xong. Trời đóng tự cho nó dài xuống tới dưới này. Nó hơi lỏng quá cả nhà, hơi lỏng mà chăm vô được cả hai sĩ nha cả nhà. Đó, chưa dạ, vậy chia sẻ cho cả nhà bao nhiêu đó thôi, thì cả nhà cũng cho trên sông Bắc Vĩnh Long á, không có leo mà bị lẹo lưỡi luôn cả nhà cũng cho kênh sông Bắc Vĩnh Long á xin kết thúc cái đoạn video này nha. Thì nếu mà cả nhà có xem thì rất mong được cả nhà đồng hành cùng kênh Sao Bắc ha, đăng ký đón nhận những cái video đi bắt ong rừng và đi săn bắt những loại cá này cá kia rồi nghe cả nhà. Rồi bye cả nhà luôn nha, hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa nha.